Xin chào tất cả các bác ạ. Nhà em còn mấy chiếc túi phụ kiện ở trong nhà, xin quay giới thiệu đến các bác. Và bác nào thấy cần những chiếc túi này thì liên hệ giúp em theo số điện thoại trên màn là 0928 538 538 các bác nhé. Đấy. Và các bác cũng nhớ cho em xin một lượt là like khi xem clip và đang nhớ đăng ký kênh để khi có các sản phẩm về thì sẽ được thông báo đến các bác. Đầu tiên nó là một cái túi để kính. Cái túi này là túi để kính sau, cái này là của Pháp, có chữ ID trên này các bác nhé. Và nó giống như cái yên da. Đây là một dòng người ta chuyên sản xuất túi và yên. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái yên da mà ở trên những cái con xe phanh gầm cổ thì thường nó có chữ ID này. Đó các bác nhé. Và có chữ Minfran này. Đấy. Con này thì túi da chuẩn ngày xưa nhé, da thuộc nhé các bác nhé. Đấy. Khuy bằng đồng này, bên trong chúng ta sẽ nhìn thấy luôn này, có cả triện mã là 212 này. Đấy, đằng sau có cả hai những cái dây để treo đằng sau kính này, đằng sau yên này, hoặc chúng ta treo ở các ba ga đều được các bác nhé, các ba ga nhỏ. Con này nó có thể nó treo phù hợp với những chiếc khung mic nếu mà các bác cần để cái ở các ba ga nhỏ. Còn những con này thì có những cái yên chúng ta để sau để kính, tùy mỗi các bác, để vừa để đẹp hoặc để cờ lê mỏng lết các bác nhé. Đấy, rất là đẹp nhé. Đây ạ, và cái túi da kính này mã 212 này ở trong này em để cho các bác là 500.000, bạn ấy thì xin báo cho em nhé, 500.000 cái túi da xịn này, hàng xịn và rất đẹp nhé. Đẹp đến 95%, không bị đứt hay là không bị rách nhé, lành tít luôn nhé. Đấy, cái này là 500.000. Tiếp đến đó là có hai cái túi trắng, túi treo các ba ga màu trắng rất là đẹp, các bác nhìn cho em. Đấy, bên trong này, bên trong nó có cả bằng thép, vâng, để tránh bị đứt cũng như là bảo vệ cho đồ bên trong không bị rách ra các bác nhé. Con này là nhìn bên ngoài còn ok nhé. Đấy, ok các bác nhìn em quay trước sau này. Đây là phần móc vào cái phần khuy dưới để không bị chạy nhé. Đấy, dưới này nhìn cho em nhé. Đấy, đẹp nhé. Đấy, như chiếc túi màu trắng ba như thế này, treo ba ga này thì em đang giao đi đến tất cả các bác, rất là rất mềm thôi, là 1.250.000 đồng các bác nhé. Bác nào lấy thì xin báo cho em 1.250.000 đồng giảm giá cho các bác lấy nhé. Vâng, túi rất đẹp, 1.250.000 đồng cho một chiếc túi này. Đó. Đây, sẽ xem chiếc màu trắng này. Có hai chiếc màu trắng thì bác nào lấy chiếc nào thì xin báo cho em. Đó, chiếc này cũng là đẹp này. Đó, đẹp này. Đằng sau này, cái dây của cái thằng này thì nó hơi cong rồi, nó dài rồi. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi. Đó, cái này thì bị cấn một tí ở đây này, con nhìn cho em. Đây này, bị cấn ở đây này. Đấy, cái này là thanh lý cho các bác thôi, các bác này lấy là 1.000.000 thôi các bác nhá, một xíu thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Đấy, nó một xíu bên dưới thôi, đi keo là xong, nên là 1.000.000 các bác nhá. Cái 1.200.000 đồng, 1.000.000. Rồi, tiếp đến một cái túi da nữa, túi da rất là đẹp. Đấy, mặt sau này các bác nhìn cho em này. Đấy, mặt sau này dây da này đúng cùng đời với dòng con ID ở sau này. Đấy, con này của Anh Quốc, Anh Lần này. Con này của Anh Quốc các bác nhá, túi da của Anh Quốc nhá, của Anh nhá. Hàng rất đẹp nhé, đây này, không bị sao nhé. Đấy, có chuyện này, anh lần này, khóa mở này. Đấy, cái này để treo các ba ga hoặc là đầu đấy tùy các bác. Bên trong da rất đẹp này, đó, rất đẹp nhé. Cái này của anh Quốc. Đấy, cái này rất mềm thôi, da thật các bác nhé, da xịn thật nhé, không sợ nước nhé, còn lành lặn nhé. Đằng sau đầy đủ dây nhé, đây là sau đủ dây cho bác nhé. Đấy, em treo trên này, móc dưới này, rất đẹp. Chiếc này 1.000.000 quăng nhá, bao lấy thì xin báo cho em, rất rẻ đấy, 1.000.000 cho một cái túi da xịn thuộc của Anh Quốc là rất rẻ đấy nhá. Ok, đấy, bao lấy thì xin báo cho em. Tiếp đến có một cái bình bằng đồng, bình rất đẹp, bằng đồng này các bạn này, bằng đồng này. Đấy, các bạn nhìn này, đục chạm trổ tay này, khắc tay này, có núm trên này, bằng gỗ để tránh nóng này, các bác có để deco hoặc là trưng bày hoặc làm cái gì đấy, vâng, bằng đồng nhá. Bên trong nó tráng một lớp gần như kiểu nhôm ấy, hoặc là lớp gang ấy, để nó có kiểu là giữ nhiệt sao. Còn bên ngoài là đồng hết các bác nhá, lành lặn này. Thì em đồng rất to này, các bác nhìn cho em, một gang tay chiều rộng nó 20 này. 20 này, hơn 20 này. Đấy, chiều cao nó khoảng tầm 15. Đấy, đục hoa tay, rất đẹp. Chiếc này giá 1.300.000 đồng. Ấm đồng cổ, bắt đầu đấy thì xin báo cho em. Không bị móp nhá, lành lặn nhá. Đấy, còn bộ ấm này là của châu Âu. Đấy, bộ ấm này nó bằng đồng vàng hồng. Đấy, các bác nhìn cho em, đồng vàng hồng, bên trong trắng một lớp bên ngoài này. Đấy, rất đẹp này, lành lặn này, có chuyện này,
có triện mộc này. Đó, còn bên dưới này là ngày xưa người ta đốt, đó là người ta đốt bằng cái kiểu cái đất đất sét các bác nhá. À đất đất đèn đèn cái gì đấy, em không biết lắm. Đấy, cái này nó bằng khí thì nó mở ra này. Sau đó người ta cho cái đất gì vào trong này, sau đó người ta đốt thôi. Đấy, vì ở xứ lạnh như ở ở Pháp, ở Đức ấy, còn lạnh thì người ta phải dùng cái này mà nó không sợ tắt. Đấy, và cái này nó có hai cái khuyên này, rất là đẹp luôn. Đấy, cả cái bộ này bằng đồng hết. Bộ này rất rẻ, bao lấy này chỉ báo cho em cái này 2,5 triệu các anh nhé. Một bộ này là đầy đủ hết là 2,5 triệu nhé. Đấy, hàng rất cổ, sâu tuổi như thế này gần 100 năm rồi đấy ạ. Đấy, cái này ta để đi rừng, đi đâu mà uống cà phê, cà pháo nó không sợ đổ mà không sao nhé. Các bác kể cả như đến mùa rét các bác, mùa đông ấy mà các bác là uống cà phê hoặc uống trà ấy, thì chúng ta thay vì dùng đất đèn thì chúng ta có thể cho ít dầu ở đây. Dầu ấy, ta đổ đây không đốt là nó lên thôi. Đấy là nó giữ nhiệt, nó không có tác dụng đun sôi đâu, nhưng mà nó giữ nhiệt thôi. Còn nếu như các bác muốn đun sôi thì sợ nó mất nhiều dầu của bác thôi. Còn cái này là số nó để cô, 2,5 triệu. Đấy, cái mấy món cơ bản vậy, bác nào lấy thì báo cho em nhé. Có mấy món con nhỏ nhỏ thôi trong nhà thôi. Xe tí nữa em sẽ quay một con xe thanh lý, hai con xe đạp. Đấy, có hai cái chuông tay này, 550.000 một cái này, chuông đồng ở châu Âu này. Đấy, hình người này, chuông đồng ở châu Âu rất là đẹp này. Các bác cực kỳ rẻ nhá, chiều cao 14, rộng 6 phân. Đấy, chuông đồng lắc tay, các bác lấy thì lấy nhá. Rẻ hơn cả chuông Việt Nam, chuông Việt Nam sản xuất ra bán 1 triệu. Cái này 550 này, cao 14 rộng 6 này, cũng là chuông đồng này. Một cặp này, nhưng mà màu khác nhau này. Đấy, các bác nào mà thích dùng về để nhà thì đẹp luôn. Đấy. Ok, mấy món cơ bản vậy, bác nào lấy món nào thì xin liên hệ giúp em theo số điện thoại bên dưới nhá. 0928538538. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Các bác nhớ đăng ký kênh và cho em xin một lượt like. Hoặc cần những thông tin gì, cần những món đồ gì, các bác thì comment bên dưới. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác.